Hi. xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Và ngày hôm nay mình sẽ nói về cơ chế bộ tạo khay trong panel HDS Perfect Retest ha Tại vì tuần trước Đức có up một cái video trên kênh youtube nhưng mà vì một số lý do nó đã bị gỡ xuống rồi Và sau đó thì Đức có up lại trên Facebook cũng như là Terabot và khi mà các bạn xem cái video trên Facebook cũng như là Terabot á, thì nhiều bạn chưa có nắm được Thì ngày hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn ha thì hiện tại cái panel HDS Perfect Retest là Đức đã chia sẻ ra cộng đồng rồi nha các bạn Các bạn lưu ý nha là Đức đã chia sẻ ra cộng đồng rồi Đức không có hề thương mại cái panel này nữa Và vì một số lý do khi mà Đức up trên Youtube thì nó lại không được Nên bắt buộc là Đức phải up qua Facebook và cũng như là Terabot Nên nếu mà bạn nào muốn download cái panel HDS Retest này Thì thứ nhất là các bạn hãy vào lóc của Đức các bạn lưu ý nha, blog của Đức là hiện tại là hẻm đồ họa training.blogbot.com Chứ không phải là cái website là hẻm đồ họa nha Website hẻm đồ họa là của một người khác phụ trách, không phải là của Đức Đức xin đính chính điều này ha Tại vì có rất là nhiều bạn đang hiểu lầm, cái website hẻm đồ họa đó là cái web của Đức là không phải nha và Đức chỉ có trên slot cá nhân thôi ha Đó là hẻm đồ họa training.blogpost.com thôi ha và nhiều bạn hỏi tại sao mà không mua tên miền để tạo một cái sự chuyên nghiệp Thì ở đây Đức sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn ở những cái video sau Và có lẽ là bắt đầu năm tới Năm tới Đức sẽ chuyển khai ở nền tảng website ha Rồi trả lời ha thì bạn nào mà muốn download cái panel Asdex Perfect thì của Đức thì các bạn có thể vào hai nơi. Một là club cá nhân của Đức, đó là hẻm đồ họa training.blogbot.com ha, là nơi thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn vào trực tiếp trang Facebook cá nhân của Đức ha. Các bạn vào trực tiếp trang cá nhân của Đức thì cái bài mà xe panel á Đức ghim ở cái bài đầu tiên luôn. Các bạn vào là các bạn thấy ngay ha cái video cũng như là cái đường link để các bạn download luôn ha. Đó là các bạn vào cái trang Facebook cá nhân của Đức và nó nằm ở cái bài game đầu tiên luôn ha. Rồi khi mà các bạn download về và các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ có những cái thư mục như thế này ha, gồm 4 thư mục. Thì ở đây nhiều bạn đang nhầm cái bộ tạo khay panel Asdex Retest Ở đây á, Đức có để rõ nè ha Tạo khay Asdex Perfect Retest là cái thư mục thứ hai nè Các bạn lưu ý cái thư mục thứ hai nha Nhiều bạn đang nhầm lẫn ở cái thư mục đầu tiên Tại vì trong cái thư mục đầu tiên nè các bạn Khi mà bạn click vào trong á Thì ở đây các bạn thấy ha Đầu tiên đó là Asdex Perfect Retest Đây là một cái bộ setup ha Thứ hai nữa là setup bản quyền Asdex Retest là nhiều bạn đang Lầm cái này nè cái này là cái kích hoạt sụt kích hoạt sụt là làm sao có nghĩa là khi mà các bạn vào trong panel các bạn click những cái tab mà typography nè hoặc là uh, ảnh thẻ trong cái phòng mà kép trang phục rồi đó hoặc là overlay gì đó thì nó sẽ có những cái sụt thì khi mà các bạn kích hoạt cái này lên thì các bạn mới có thể sử dụng được cái sụt còn nếu bạn không kích hoạt lên á thì hoàn toàn cái sụt bạn không có ha nó đều bị ẩn đi hết nó bị mã hóa đi hết thì các bạn cần phải kích hoạt sụt ha còn cái bộ tạo khay của panel asset là cái thư mục thứ hai này nè các bạn lưu ý nha thư mục thứ hai ha ở đây đức để rất là rõ ràng ha một hai ba bốn thì á, các bạn chỉ cần là copy cái thư mục này nè các bạn các bạn copy ha sau đó các bạn s vào cái đường dẫn attention của nó thế ở đây đức cũng sẽ nói lại luôn cái đường dẫn nó là ở đâu ở đây Đức có hướng dẫn rất là nhiều lần rồi nhưng mà có thể là một số bạn trước không có xem cái video thì ở đây có thể là một số bạn mới không có xem những cái video cũ của Đức các bạn không có nắm được Nhưng mà thật sự ra nếu mà bạn nào sử dụng panel quen rồi thì các bạn sẽ biết cái đường dẫn attention nó nằm ở đâu ha Thì các bạn sẽ vào ổ đĩa C Rồi program file x86 ha Nếu mà bạn đang sử dụng hệ điều hành đó là 64 bit thì nó sẽ chia ra hai thư mục program file nhưng mà bây giờ mình thấy đa số là người ta sử dụng 64 bit không ha 32 bit giờ là hầu như là không còn ai sử dụng rồi Chỉ còn là những cái máy văn phòng rồi vậy thôi Mà giờ máy văn phòng của Đức cũng xài là 64 bit rồi Chứ không có còn xài 32 bit nữa ha Rồi các bạn vào trong cái thư mục program file x86 nữa ha Rồi các bạn vào tiếp cái thư mục đó là common file ha Rồi chọn Adobe rồi tiếp theo là chọn là CEP ha Thì đây là một cái nền tảng rất là phổ biến hiện nay Nhưng hiện tại thì nó có song song một cái nền tảng đó là USB Nhưng mà hiện tại cái piano này vẫn hoạt động trên nền tảng đó là CEP ha Các bạn vào phần CEP nè Rồi đây là Attention nè Các bạn vào trong Các bạn bát nó vào thôi Hình thính yêu ha thật sự ra ở những cái video trước á đức đã có để một cái lối tắt có nghĩa là một cái shortcut ở ngoài attention như thế này ha thì khi mà các bạn giải nén ra các bạn thấy luôn cái uh, lối tắt này ha cái shortcut attention này các bạn click vào thì nó cũng sẽ vào thẳng trong cái attention này luôn và các bạn bát nó vào thôi ha đó thì các bạn lưu ý điều này ha cái thư mục tạo k, đó là cái thư mục thứ hai ha rồi các bạn sẽ copy cái thư mục này vào cái đường dẫn attention ha ở đây các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn copy cái thư mục tạo khay này á, thì các bạn sẽ tắt chương trình Photoshop rồi các bạn hãy copy ha để tránh trường hợp phát sinh lỗi ha. Rồi sau khi mà các bạn đã copy cái thư mục này vào trong xanh rồi, đây nó đã có sẵn đây ha. Thì bây giờ các bạn sẽ mở lại chương trình Photoshop. Rồi sau khi mà đã mở Photoshop lên rồi thì các bạn sẽ vào menu window, chọn xanh và cái panel kích hoạt nó nằm ở đây ha các bạn mở lên thì đây là cái panel kích hoạt của bạn ha rồi các bạn mới mở tiếp cái panel mà Asdet retest v3 của đức thì gió đây á, đức đã kích hoạt rồi còn khi mà các bạn lần đầu tiên các bạn cài đặt á thì khi mà các bạn mở cái panel này lên thì nó sẽ yêu cầu nhập một cái khay kích hoạt thì nó sẽ hiện ra một cái dãy số series cho các bạn thì nhiệm vụ của bạn á, đó là copy cái dãy số series bên đây sau đó các bạn nhấn vào kích hoạt panel bên đây ha Rồi các bạn sẽ dán cái dãy số seri ở đây nè Đó các bạn dán một cái dãy số seri bên đây Bạn dán vào Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn cái thời gian kích hoạt Thì các bạn sẽ chọn là vĩnh viễn là đương nhiên rồi ha Rồi thì các bạn sẽ nhấn tạo khay Thì nó sẽ trả về cho các bạn một cái mã kích hoạt dưới này như thế này Đó mình điển hình như vậy ha Thì các bạn sẽ copy cái mã này ha và các bạn dán ngược lại bên đây để các bạn kích hoạt ha còn cái 10 phút 7 ngày một tháng này nè là dành cho những cái người mà người ta đang thương mại mà người ta muốn làm marketing á Cái dạng người ta cho dùng trước khoảng một tháng hoặc là một tuần á để người ta cảm nhận được cái sản phẩm của mình á thì người ta mới chọn cái thời gian này thôi còn mình sử dụng lâu dài thì mình cứ chọn kích hoạt vĩnh viễn ha đó thì cái cơ chế tạo khay á trong cái panel asdx retest nó chỉ đơn giản như thế ha Thế đây á, mình cũng xin nhắc lại một lần nữa đó là hiện tại Beno ASD Retest này Đức đã share ra cộng đồng và không còn thương mại nó nữa ha. Và nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cái Beno này thì các bạn có thể vào trực tiếp Facebook cá nhân của Đức hoặc là lóc của Đức. Và lóc của Đức đó là hẻm đồ họa training chứ không phải là website hẻm đồ họa nha. Website hẻm đồ họa là thuộc về của anh Nguyễn Tống Giang chứ không phải là của mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những series hướng dẫn sử dụng Beno Astrotreat.